Đâu đâu đâu, có thấy cái gì đâu? Kìa kìa, nó kìa kìa, bộ xương kìa kìa. Đưa kính mắt xem. Trời ơi, nó chui từ đất lên mà tay nó còn đang cầm kiếm. Ha, nó bắt lạt một bạn hổ. Một con, hai con, ba con, 4 5 6 7 8 9 10. Ui, nhiều thật đấy. Ui! Các bạn ơi, ở đây có một bạn chuột này. À, cái bạn chuột này nhỏ xíu thế này mà dám chặn đường mình à. Ui, bạn chuột này đáng yêu nhỉ. Chưa đây, ban ngày ban mặt bạn chui ra đây làm gì đấy? Lại còn đứng ngay ở giữa đường, chặn đường người ta như này. Ta phải nói là tớ hiền, tớ không ăn thịt bạn đây. Bạn gặp đại bàng thì nó mổ cho một cái à, có mà ngủ đông luôn đấy. Ôi, cái con gì thế này? Con chuột vừa nãy biến thành con chuột to thế này á? Ôi, lại còn nhảy nữa. Bạn làm cái trò gì thế này? Nhảy tưng tưng. Nhảy cũng đẹp đấy các bạn ơi. Nhảy đi bạn ơi. Nhảy đi. Bạn nhảy mãi một điệu như thế này chán lắm, tớ không xem nữa đâu. Bạn nhảy tiếp đi, tớ đi chơi đây. Nghe nói là cái vùng đất này có kho báu rồi các bạn ơi. Mình sẽ dùng cái kính nút thần kỳ này đi tìm kho báu nha. Nhưng mà hình như kho báu không thấy mà như thấy bãi rác rồi sao ấy. Thôi cũng được, cứ đi tìm xem nào, biết đâu rác cũng có kho báu rồi sao. Ôi, cái gì thế này? Cái gì mà lại có hai cái đầu ngoe ngoe lên thế này nhỉ? À, cái sừng. Có hai cái sừng, cái mặt thì có vẻ cười tươi đấy. Xem cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Hay chưa các bạn ơi? Cái quầy gì mà thổi nó lại còn bắn cái đầu ra này? Đi tìm kho báu mà lại tìm cái đầu này thì có vẻ như thất bại rồi. Thôi không sao, chắc là ở cái hố rác này chúng ta sẽ còn nhiều những cái món đồ quý giá đấy. Kho báu ở đâu đây? Ở bên này là có cái gì xanh xanh này các bạn ơi. Cái gì xanh xanh thế này nhỉ? Cành cây à? À không phải, cái bàn tay người. Nhưng mà làm gì có cái người nào mà bàn tay để to cơ bắp thế này nhỉ? À, đi tiếp xem nào. Ôi, các bạn ơi, có một tập thể những cái thứ màu xanh như này. Cái gì thế này nhỉ? Ôi, cái đầu ở đây này. Chân thì chống ngược lên trời này. Đây là cái here we go. Cơ bắp cuộn cuộn luôn. À, thì ra đây là những cái mảnh ghép của húc người khổng lồ xanh. Người khổng lồ xanh mới xanh lè thế này. Có vẻ như là cơ bắp đấy. Được rồi, mình sẽ nắp ráp vào cho cái bạn húc người khổng lồ xanh xem nào. Hai cái tay này, tay thì chắc là nắp vào phần thân này rồi. Đây. Đây là một cái chân này, mình sẽ nắp vào đây. Thiếu cái phần trước này các bạn ơi. Đây. Cái này là cái tấm thân trước nhá. Có hai cái phần ngực cái này, to chưa? Lắp vào đây nha. Ô, được rồi đây này. Thiếu cái gì nhỉ? À, cái đầu trên này. Quên. Đây, có một cái đầu rồi các bạn ơi. Thế là mình đã lắp ghép được cho cái bạn húc người khổng lồ xanh này rồi các bạn ơi. À, bạn húc này có vẻ như là nhảy đẹp cái này các bạn này. Bạn húc ơi, bạn nhảy cho các bạn nhỏ xem đi nào. Ui, cái chân của ai mà to này nhỉ? Chân yêu quái à? Ui, bạn Huệ à? Tớ bạn Huệ đây mà. Bạn đang làm cái trò gì thế? Ôi giời ơi, thế mà cứ tưởng ai? Tớ lại tưởng người ngoài hành tinh đến cái trái đất này. Cái chân to phạc ra xong cái mặt cũng to như cái mâm này. Ôi giời ơi, hỏi mãi mà không chịu trả lời. Thế tớ mẹ là bạn đi đâu? Tớ đang đi tìm kho báu bạn Huệ ơi. Nhưng kho mà báu này, á? Nói nhỏ thôi đấy. Ở xung quanh cái vùng đất này này, tớ nghe là có một cái tin đồn là có kho báu quý lắm. Tớ đi tìm bằng cái kính lúp này nhưng mà chả thấy kho báu đâu cả. Thấy cái quá đẹp thế. Đây là người khổng lồ xanh, bạn này còn biết nhảy nữa cơ. Ôi bạn Tụt ơi, đấy chính là cái kho báu đấy. Bạn Tụt không biết đâu, tớ hâm mộ cái bạn người xanh này từ lâu lắm rồi. Hay là bạn Tụt cho tớ đi theo để tìm kho báu đi. Tớ hâm mộ nhiều bạn siêu nhân lắm, biết đâu đi cùng bạn Tụt lại tìm được nhiều bạn siêu nhân thì sao. Có được không nhỉ? Thôi được rồi, bạn cứ đi theo tớ đi, có gì thì phụ giúp tớ một tay cũng được. Để tớ tìm cho, tớ cũng biết tìm chứ, có phải đâu riêng bạn Tuấn mới biết tìm đâu. Nhìn kỹ vào bạn ơi. À, mình không chỉ soi dưới đất đâu, mà mình còn soi lên trời đúng không? Lên trời.
thấy cái gì đâu. Kìa kìa, nó kìa kìa, bộ xương kìa kìa. Đưa kính núp tôi xem nào. Trời ơi, nó chui từ đất lên mà tay nó còn đang cầm kiếm. Ha, nó bắt lạt một bà hổ. Ôi, cái đường này càng đi càng tối thế nhở bạn Hùng. Bạn mẹ không nhìn thấy cái hố đen này à? À, bạn bảo đừng... sao tớ cứ thấy tối on lên xì. Bước thêm một bước nữa thì bạn nhảy ra cái hố này, tớ không vớt bạn lên được đâu. Quái lạ nhỉ, sao ở đây lại có cái hố to như thế này nhỉ? Cái hố này chắc là cái bộ xương kia chui vừa đấy bạn mẹ. À, thế thì bọn mình đi ra mình lừa cái bộ xương kia đi sang đây, xong là cho nó chui xuống cái hố này, xong bọn mình lấp lại, mình cứu bạn hổ, như thế có được không nhỉ? Không biết là bạn Huệ ăn cái gì mà dạo này thông minh đấy nhỉ. Bọn mình đi lừa cái bộ xương kia đến đây nhanh lên bạn Huệ ơi. Ừ, đi đi đi. La, cái bộ xương kia ta đổ nhà ngươi đuổi được ta đây. La. Cấp luôn bạn Huệ ơi. Ui, bọn mình phải đi giải cứu cái bạn hổ vừa nãy thôi. À, không biết bạn ấy có bị ăn thịt không nhỉ? Bạn Tùng ơi, ra đây mà xem này. Ở đây có một bạn thỏ đang chống mông lên trời đây này. Ồ, thỏ chống mông lên trời à? Bạn ấy đang rút cái đầu xuống đất này, đang ăn sỏi. Không phải đâu, tôi nghĩ là bạn này vừa ấy cũng bị bắt nạt đấy bạn Huệ ơi. Cái vỏ của bạn ấy hồng hồng hình như là hơi bị tợt rồi đấy bạn Tùng ạ. Bị bắt nạt, bị cái bộ xương cái bắt nạt rồi, nó cầm kiếm mà. À, hóa ra là như thế. Thế là bọn mình đã cứu được một bạn thỏ nữa này. Thế bạn Huệ thấy bạn hổ chưa? Tớ chưa nhìn thấy đâu, nhưng mà tớ nghĩ là ở quanh đây thôi. Đâu đâu đây đây. À đây rồi, bạn Tù đây. Bạn hổ đây này. Bạn hổ đây à? Chào bạn hổ nhá. Bạn hổ có sao không? Ồ, vừa nãy tớ thấy bạn hổ biết đi mà sao bây giờ bạn biến thành nhỏ bé như này lại không biết đi nữa nhở? Không biết là cái bạn hổ này bị làm sao nhỉ? Ở đây có mấy quả pin này. À, bạn lắp vào xem nào. Hay là bạn ấy bị mất pin. À, mình sẽ lắp quả pin vào xem nào. Bạn này dùng 3 quả pin nha các bạn ơi. Đây, 3 quả pin này. À, phát sáng này các bạn ơi. Sáng trưng luôn này. Bạn rực lên rồi. Bạn Tù đây, bạn bỏ bạn ấy xuống để bạn ấy đi. Ui. À, được rồi, mình sẽ thả bạn hổ này về rừng nha. Ui, các bạn ơi, bạn hổ này xịn chưa? Wow, sáng trưng luôn.